Alo, tôi nghe. Em chào anh ạ. Em ở bên nhà vườn trà Hương. Em thấy anh có để thông tin trên trang chủ của bọn em. Có phải anh đang cần tư vấn mua cây giống hoa hồng không ạ? Ừ, đúng rồi. Mình đang có nhu cầu mua một số lượng lớn gốc hồng cổ. Bên bạn có đáp ứng đủ không? Đương nhiên là đủ rồi anh. Anh cần bao nhiêu bên em gom đủ cho anh hết. Bên em là nhà vườn lớn nhất tỉnh mà. Thế tốt rồi. Bạn cho mình xin ít thông tin về hình ảnh nhé. Vâng ạ. Ừ, cảm ơn bạn. Bố ạ. Sao hôm nay không ngửi thấy mùi cháo khét của anh nhỉ? Sao bố dậy sớm thế? Không ngủ thêm chút nữa đi. Già rồi. Ngày càng ngủ muộn hơn và thức sớm hơn. Khi thời gian sống ít đi thì con người ta lại càng muốn thức để hưởng thụ cuộc sống. Thế hôm nay bố muốn hưởng thụ những gì trong cuộc sống? Để con chuẩn bị. Anh làm gì thì làm đi. Bám đít bố làm cái gì? Thế hôm nay định cho bố ăn món gì đấy? Bố thích ăn cháo lòng đúng không? Để con đi mua nhá. Thế không phải cháo anh nấu à? Tưởng anh thương bố dậy sớm nấu cháo cho bố ăn. Thì bố chẳng chê con nấu cháo không bằng nồi cám còn gì. Thế dậy sớm làm gì? Dậy sớm để thành công à? Con dậy sớm lên đây đọc sách cho nó tỉnh táo. Anh đọc sách á? Vâng. Thì trước đây học dốt, bây giờ lại phải học bù thôi. Nói được thì phải làm được chứ. Xem sách gì nè. Kỹ thuật trồng hoa hồng. Sống đến tuổi này rồi, cũng chờ được đến ngày thấy thằng con thích đọc sách. Anh định trồng hoa hồng à? Chẳng phải bố cũng góp vốn vào dự án trồng hoa hồng hay sao? Con cũng muốn thử. Chỉ là đầu tư thôi. Còn kết quả thế nào thì chưa biết được. Mà anh cứ theo mù quáng thế, không sợ thất bại. Hai người đi đâu đây? Thì đi sang xem ruộng nhà ông như nào. Mà ruộng to như thế này làm một mình hơi bị vất đấy, thuê người đi. Cũng chưa có việc gì nhiều, nên chưa cần phải thuê. Này, mày mua hồng dễ trần đấy à? Mua cái loại này làm gì? Thì sao? Có vấn đề gì à? Đúng là hồng dễ trần rồi. Đây là gốc hồng thải, người ta ghép mắt vào cho nhanh phát triển. Lấy hoa cắt cành bán, sau đó vứt cái gốc ấy đi chứ sao. Ông mua liền một lúc mấy trăm gốc như thế này cũng khó mà kiểm soát. Mà tôi thấy đa phần chỗ này hình như là hồng ghép mắt đấy. Cái loại này lúc đầu ấy lớn nhanh như thổi, nhưng mà càng về sau càng ít hoa. Hoa nhỏ, cành nhỏ, đen thân vàng lá còn nấm bệnh nữa cơ. Bọn này dám lừa tôi. Để mai tôi sang tận nhà vườn chúng nó. Ông mua trên mạng ấy thì phải tìm hiểu cho nó kỹ vào. Tốt nhất là phải đến nhà vườn tìm và chọn. Chứ cái chỗ này ấy, đều là các mối gom của các nhà vườn bán lại cho ông. Bây giờ ông muốn tìm cũng không tìm được. Mua hồng dễ trần mà cũng không biết. Gom đến mấy trăm gốc. Tao cũng chịu mày. Thế mà đòi trồng hoa. Về. Hôm nào rảnh sang nhà tôi. Tôi hướng dẫn cách phân biệt hồng nguyên bản với cả hồng ghép mắt. Lần sau mua đỡ bị hớ, nhá. Nhanh lên.